nay là chúng ta sẽ đến với bài trải nghiệm khóa lập trình Python, tức là chúng ta sẽ tìm hiểu về ngôn ngữ Python. Các cái bài học ngày hôm nay sẽ gồm có, thứ nhất là sẽ giới thiệu cái ngôn ngữ lập trình Python này. Thứ hai là chúng ta sẽ cùng nhau lập trình một cái sản phẩm rất là thú vị, đấy là robot tính tiền tự động. Và thứ ba là chúng ta sẽ giới thiệu sản phẩm robot rớt mạng. Cái robot rớt mạng này thì mọi người cũng sẽ rất là quen thôi, nó rất hay gặp cái này. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo, đó là hai cái sản phẩm trải nghiệm của chúng ta ở đây. Cái chương trình đầu tiên đấy là chương trình nhật ký bí mật nhé. Nào, bây giờ ấn Enter cho thầy nhé. Ấn Enter cho thầy. Đấy, thì bây giờ thông điệp mã hóa sẽ là một cái chữ mà chúng ta không thể đọc được, đúng không? Đồng thời chúng ta có thể giải mã được thành chữ tôi đi học, và chúng ta sẽ giải mã file. Như vậy này, ở đây là nếu mà chỉ đến bước thứ hai thôi thì chúng ta có thể mã hóa được cuốn nhật ký online đấy thành một cái nội dung mà chúng ta không thể đọc được nhé. Cái trò này còn khó hơn trò Flappy Bird đấy. Rồi. Rồi, thôi được, tạm dừng lại. Nào, bây giờ Gia Minh, con thấy cái trò này nó có quen không? Trò này nó có quen không? Có. À, cái trò này chính là trò mà khi mà chúng ta bị mất mạng thì chúng ta mở Chrome nên chúng ta vẫn chơi, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử một cái câu lệnh đầu tiên. Đấy là chúng ta ấn vào đây. Chúng ta dùng lệnh print. Ở đây có ai chưa biết từ print và ai chưa in giấy tờ thì bao giờ ra bao giờ chưa không? Thùy Dương, con biết print nghĩa là gì không? In. Đúng rồi, chính xác, nó là in. Cái ngôn ngữ này nó dễ học ở chỗ như thế, tức là những cái chữ tiếng Anh ấy thì ý nghĩa của nó là y hệt như thế thôi. Đây là in. Khi mà dùng tiếng Việt, đúng không, mà chúng ta muốn trích dẫn một câu gì đấy thì chúng ta dùng cặp dấu này, đúng không? Ví dụ là bạn A nói, ở đây chẳng hạn là tôi đói bụng chẳng hạn, thì chúng ta cần một cái cặp dấu để trích dẫn ở đây. Thế thì hoàn toàn tương tự ở đây thôi. Để in ra một cái câu gì đấy, chúng ta cần một cái cặp dấu như thế này, và chúng ta sẽ trích dẫn. Ví dụ là tôi đói bụng như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ấn run nhé. Đấy. Khi mà ấn run thì nó sẽ in ra đúng cái giá trị đấy. Tức là bây giờ khi mà con sử dụng con robot đấy thì con cảm thấy con robot đấy có thể làm được những cái gì thì con mô tả cho thầy, tức là những cái bước làm của nó lần lượt nó đã làm những cái gì, nó đã làm những đầu gì? Đầu tiên là nó chào, sau đó là nó sẽ hỏi tên mình, đúng rồi, sau đó là nó sẽ chào mình, sau đó là nó sẽ bắt đầu đưa ra những cái lựa chọn cho mình chọn đa số. Cuối cùng là nó sẽ, ví dụ mà với mỗi món đồ là nó sẽ được cài đặt với một số tiền nhất định. Rồi, chính xác. Chúng ta sẽ đến nhập dữ liệu từ bàn phím. Đấy, tức là chúng ta dùng hàm input thay vì hàm print. Rồi, bây giờ thầy sẽ mở từ chạy từ hàm input ra. Thay vì hàm print nhé, chúng ta sẽ dùng hàm là input. Các bạn chỉ cần xóa cái chữ print. Còn cái này thì vẫn là tên bạn là gì? Giữ nguyên tên bạn là gì? Rồi, hai bạn thay cái từ print thành input cho thầy. Sau đó là khi mà chạy lại nhé, chạy run này, thì nó sẽ hiện một cái để nhập ở đây. Tên bạn là gì? Thì thầy sẽ điền tên thầy là Đạt ở đây. Đấy, xong thầy ấn Enter. Cái này thể hiện là code nó đang không bị lỗi, tức là nó vẫn chạy được những cái code ở dưới, nghĩa là code đang không bị lỗi. Đấy, cái này nó gọi là biến số. Biến số dùng là làm để làm gì? Để lưu một cái giá trị ở trong đấy nhé. Thì giá trị có thể là giá trị dạng số. Ở đây là cái kiểu dữ liệu này nó gọi là integer, tức là số nguyên. Số nguyên là gì? Là các số âm này, số 0 và số lớn hơn 0. Đấy, như vậy cái 20.000. Bây giờ bạn Gia Minh cho thầy biết là nếu mà thầy in ra cái khoai này thì khoai nó là 30.000 hay 20.000 hay là số khác? Thử đoán xem nào. Công nghệ nó sẽ bị lỗi. Lỗi ạ? À? Rồi. Bạn Thùy Dương có ý kiến nào khác không? Nếu mà in ra thì cái khoai này thì nó sẽ là 30, 20 hay một số khác? Em nghĩ nó sẽ là 30. Rồi, bây giờ chúng ta thử nhé. Chúng ta thử thì ấn run. Rồi, nó ra 30. Như vậy chuyện gì xảy ra? Như vậy nghĩa là bây giờ nó đang đè lên cái giá trị cũ. Cái khoai này nhá, nó là một cái túi, nó đang chứa giá trị là 20.000 này. Khi cái giá trị 30 này được khai báo mới thì Python hiểu rằng bây giờ là chúng ta muốn chứa một cái giá trị mới, và giá trị cũ nó sẽ bị đẩy ra ngoài và cái giá trị mới nó sẽ được đưa vào. Rồi, bây giờ nó xảy ra mấy lần hả Dương? Bây giờ nó xảy ra mấy lần cái in ra cái ok này này? Đây, lúc thầy chạy lại thì nó có chạy lặp lại vô hạn nữa không, hay là nó xảy ra mấy lần? Thầy chạy lại đi. Đây, bây giờ nó xảy ra mấy lần?
xảy ra một lần. Đúng rồi, nó chỉ xảy ra một lần duy nhất. Bài ngày hôm nay cũng tương đối là dài rồi và thầy sẽ tạm thời dừng lại ở đây. Thầy cũng sẽ gửi cái code này cho các bạn và còn rất là nhiều cái kiến thức rất là hay của Python nhé. Thì cũng rất là mong là nếu các bạn muốn tham gia những cái khóa học về Python này thì thầy có thể chia sẻ thêm được với các bạn nhé. Thầy cũng rất là cố gắng để thầy truyền tải những cái nội dung cho các bạn. Tuy nhiên là cái kiến thức này nó rất là sâu và chúng ta cần phải thực hành, chúng ta cần phải có những cái sự trải nghiệm hơn, rèn luyện hơn nhé. Đấy. Rồi, Gia Minh, con thấy cái ngôn ngữ Python này thế nào? Con thấy nó hay, và thứ hai là nó sẽ khá là dễ hiểu, không phải là quá khó hiểu như là những cái ngôn ngữ lập trình cao cấp hơn.